Rồi, hello, chào mừng các bạn và các em đến trở lại với kênh Yên Vui Hòa Bình Vlog nha. Thì hôm nay giới thiệu cho các em một tiết mục múa rồng nhân dịp Trung Thu năm 2020. Thì mời cả nhà, các bạn, các em cùng theo dõi tiết mục múa rồng. Và đừng quên những like, chia sẻ, mạnh tay và những chuông đăng ký để theo dõi những clip sau của Yên Vui Hòa Bình Vlog nha. Rồi, mời cả nhà cùng xem. Ở đây mình quay tại một cái trường tiểu học ở nơi gần chỗ mình ở, thì mời cả nhà cùng xem nha.